Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Như vậy là sau khi loạt trận quốc tế khép lại, các trận đấu đầy hấp dẫn của những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cũng sẽ trở lại vào ngày mai. Những thông tin về lực lượng, những phát biểu và tin đồn chuyển nhượng nóng hổi nhất sẽ được tôi gửi tới các bạn ngay từ bây giờ. Hãy cùng đến với mục tiêu điểm của ngày hôm nay. Không có chuyện Real Madrid quan tâm tới Van der Beek. Zlatan Ibrahimovic chưa muốn dừng lại ở tuổi 40. Bồ đôi Mendy chỉ trích truyền thông vì sai lầm ngớ ngẩn. Bayern Munich lên kế hoạch giữ chân trung vệ trụ cột. Trong ít ngày vừa qua đã có không ít những thông tin cho rằng Real Madrid có thể là một điểm đến khả thi dành cho tiền vệ Donny van de Beek trong tháng 1 tới, bởi phía Manchester United và van de Beek đang muốn mời chào Real chưa mộ tiền vệ người Hà Lan. Tuy nhiên, nhà báo uy tín Fabrizio Romano đã phủ nhận những thông tin nói trên và cho hay mặc dù hiện tại có rất nhiều đội bóng đang để ý đến van de Beek, nhưng Real Madrid không phải là một trong số đó. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ liên hệ gì giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và đại diện của tiền vệ 24 tuổi. Kế hoạch của Van de Beek vẫn sẽ là tìm kiếm cơ hội ra đi ngay trong tháng 1 tới nếu như anh vẫn tiếp tục bị ngó lờ bởi huấn luyện viên Ole Solskjaer. Khi đó, cuộc cạnh tranh cho chữ ký của ngôi sao người Hà Lan được dự báo sẽ là rất quyết liệt. Ở độ tuổi ngoài 40, không còn mấy cầu thủ chuyên nghiệp vẫn còn có thể theo đuổi bóng đá đỉnh cao. Thế nhưng Zlatan Ibrahimovic lại là một ngoại lệ. Ở độ tuổi mà nhiều người đồng nghiệp cùng trang lứa đã giải nghệ từ lâu, Zlatan vẫn chưa muốn dừng lại trên cuộc hành trình chinh phục của mình. Bên cạnh những trụ cột khác, AC Milan cũng đang lên kế hoạch xúc tiến gia hạn đồng với Ibra và những cuộc đàm phán có thể được diễn ra ngay trong tháng tới. Hiện hợp đồng giữa hai bên chỉ còn hiệu lực cho tới hết mùa giải hiện tại. Thế nhưng với việc tiền đạo người Thụy Điển bày tỏ nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho AC Milan và đội bóng này cũng muốn giữ chân một thủ lĩnh trong đội, nhiều khả năng hai bên sẽ tiếp tục gắn bó mùa giải tới. Thủ môn Edouard Mendy đã tỏ ra hết sức bức xúc khi nhiều tờ báo tại Anh và Pháp đã nhập lẫn tai hại và sử dụng gương mặt của anh và hậu vệ Fallen Mendy của Real Madrid làm hình ảnh minh họa cho những tin tức về vụ án bê bối của hậu vệ Benjamin Mendy thuộc biên chế của Man City. Chia sẻ trên story tại Instagram cá nhân, thủ môn của Chelsea đã không ngần ngại chụp lại những bài báo sai lệch và chỉ trích rất gay gắt. Thật đáng buồn khi vào năm 2021 rồi mà nhiều người tại Anh và Pháp vẫn không thể phân biệt được tên và gương mặt của người da đen. Những sai lầm này tưởng chừng như là vụn vặt nhưng thực chất nó lại cho thấy thực trạng đáng buồn hiện nay. Không có chút nào để phân biệt hai gương mặt khác nhau, đặc biệt là khi các người có thể nhìn vào màu áo trên người họ. Hậu vệ Fellaini Mendy sau đó cũng đã chia sẻ lại story của Edouard Mendy như một sự đồng tình với người đồng nghiệp của mình. Theo một số nguồn tin tại Đức, Bayern Munich đang lên kế hoạch giữ chân trung vệ Niklas Süle. Hiện hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Allianz Arena chỉ còn thời hạn tới hết mùa giải này và Bayern Munich đang gấp rút tìm cách trói chân trụ cột ở hàng thủ của mình. Bên cạnh việc đề nghị một bản hợp đồng mới dành cho trung vệ người Đức, hùng xám xứ Bavaria cũng hứa hẹn sẽ tăng lương cho anh và đội bóng này có thể chấp nhận chi trả cho Süle mức lương là 10 triệu euro một năm. Với việc chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng, trung vệ 26 tuổi này đang nhận được sự chú ý từ nhiều đội bóng tại châu Âu, trong đó có những lời đề nghị hấp dẫn từ các đại gia của Premier League. Tuy nhiên, với mức lương cao mà Bayern đề nghị cùng một vị trí vững chắc trong đội hình, khả năng cao Süle sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với những nhà đương kim vô địch Bundesliga. Huấn luyện viên Antonio Conte đang tỏ ra rất quyết tâm trong việc nâng cấp hàng thủ của Tottenham Hotspur. Mới đây, tờ Telegraph đưa tin đội bóng này sẵn sàng chi lớn để chiêu mộ thủ môn số 1 của đội tuyển Anh hiện tại là Jordan Pickford. Đây là một động thái khá bất ngờ của Spurs khi vào mùa hè vừa qua, họ cũng đã mượn thủ thành Pierluigi Collini từ Atalanta kèm theo điều khoản có thể mua đứt. Thế nhưng khi mà anh này còn chưa lần nào bắt chính tại Premier League thì gà trống đã nhắm đến một thủ môn khác. Huấn luyện viên Conte tỏ ra rất ấn tượng với Pickford và ông muốn thủ môn hiện khoác áo Everton trở thành người thay thế Hugo Lloris trong những năm tới. Tuy nhiên, với việc Pickford vẫn còn đến hơn 2 năm hợp đồng tại sân Goodison Park, cái giá mà Tottenham cần phải bỏ ra nếu muốn đưa anh về chắc chắn sẽ là không hề rẻ một chút nào. Bài toán ở vị trí tiền đạo cắm tại đội tuyển Italy đang là một vấn đề khiến cho huấn luyện viên Roberto Mancini cảm thấy khá đau đầu khi trong tay không có một trung phong khiến ông cảm thấy thực sự yên tâm. Trong bối cảnh đó, một người cũ Azzurri là Mario Balotelli đã lên tiếng tự ứng cử cho bản thân mình. Tôi đang cảm thấy rất tốt trong hơn 2 năm qua, tôi đã sẵn sàng để trở lại đội tuyển quốc gia. Đó là giấc mơ của tôi, chỉ cần nhận được lệnh triệu tập, tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để tập trung cùng các đồng đội ngay. Lời gần nhất mà Balotelli được triệu tập vào thành phần đội tuyển Ý đã diễn ra từ tận 3 năm về trước. Và với tính cách ngựa chứng cũng như phong độ bất ổn của mình, thật khó để cho Mancini có thể đặt niềm tin vào tiền đạo này. Đã lâu rồi người ta không nghe đến thông tin về những chấn thương của Eden Hazard.
nhưng những bàn thắng hay những đường kiến tạo của ngôi sao người Bỉ cũng chẳng hề xuất hiện trên các mặt báo. Bởi đơn giản là anh không còn giữ được vị trí của mình trong đội hình chính tại Real Madrid khi mà Vinicius Junior vẫn đang chơi quá hay ở mùa giải này. Phát biểu trong một buổi phỏng vấn gần đây, huấn luyện viên Roberto Martinez đã dành những lời cảm thông cho cậu học trò của mình. Về mặt thể trạng, tôi có thể nói rằng Eden đang ở trong trạng thái sung mãn nhất kể từ khi cậu ấy chuyển tới Real Madrid, nhưng cậu ấy lại không cảm thấy ổn về mặt tinh thần. Cậu ấy rất buồn bởi không được ra sân thường xuyên như trước. Eden là một cầu thủ với tố chất thủ lĩnh, nhưng cậu ấy đang trải qua một quãng thời gian thực sự rất khó khăn. Câu lạc bộ Liverpool đã có một hành động rất đẹp đối với những người dân địa phương khi đội bóng này đã phối hợp cùng một số tổ chức từ thiện để triển khai chiến dịch thiện nguyện nhằm đem đến Giáng sinh an lành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đội bóng với biệt danh Lữ đoàn đỏ đã phân phát 1.150 giỏ hoa quả và hơn 1.000 suất ăn miễn phí đến với những hộ gia đình tại thành phố Liverpool. Cùng với đó, họ cũng quyên góp 12.000 bảng để mua đồ chơi dành tặng cho những trẻ em nghèo và mời hơn 500 hộ dân địa phương tới dự một bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức tại sân Anfield. Không chỉ có vậy, các cầu thủ của The Red cũng thường xuyên chia nhau đến các bệnh viện để thăm hỏi và động viên tinh thần cho những bệnh nhân tại đây. Chiến dịch thiện nguyện này của Liverpool đã nhận được rất nhiều sự khen ngợi và đây là hành động thể hiện tinh thần You Never Walk Alone nổi tiếng của The Kop. Trong buổi tập gần nhất của Atlético Madrid, tiền đạo João Félix đã phải sớm rời sân tập sau khi anh bị tái phát chấn thương ở vùng cơ. Kết quả kiểm tra X-quang cho thấy rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đã gặp phải một biến chứng sau chấn thương khi các bác sĩ phát hiện anh bị phù nề ở bắp chân trong. João Félix đã phải bỏ lỡ khá nhiều trận đấu của Atlético Madrid ở mùa giải này do những chấn thương khác nhau và với biến chứng vừa mới gặp phải, tiền đạo này sẽ tiếp tục phải vắng mặt một thời gian và chưa hẹn ngày trở lại. Ở mùa giải 2021-2022, Félix mới chỉ có 7 trận ra sân cho Atlético tại La Liga và có được một bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Với việc chiếc ghế của Ole Solskjaer tại Manchester United đang lung lay dữ dội, đã có rất nhiều đồn đoán về người có thể thay ông ngồi vào vị trí chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford. Trong đó thì cựu huấn luyện viên của Real Madrid là Zinedine Zidane cũng là một ứng viên được nhắc tới khá nhiều. Tuy nhiên thì nhiều nguồn tin cũng đã khẳng định rằng Zidane chưa muốn nhận lời dẫn dắt Man United bởi ông chưa sẵn sàng với Premier League và vẫn còn đang nghĩ tới đội tuyển Pháp. Mới đây thì tờ Marca của Tây Ban Nha cũng đã tiết lộ một thông tin khá thú vị khi chính vợ của vị huấn luyện viên người Pháp là bà Veronique Zidane đã ngăn cản ông nhận lời dẫn dắt Man United bởi bà Veronique không cảm thấy thích thú với việc chuyển đến sống tại thành phố Manchester, cũng như muốn chồng mình có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại với công việc huấn luyện. Theo truyền thông của nước Anh, tiền đạo Adama Traore đã bất ngờ lọt vào tầm ngắm của hai ông lớn là Liverpool và Barcelona. Cả hai đội bóng này đều muốn bổ sung thêm chân chạy cánh để làm dày hơn hàng tấn công của mình và Adama Traore là một sự lựa chọn được cả huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng như Xavi Hernandez đánh giá khá cao. Với Barcelona, họ coi Traore là một trong những sự lựa chọn ưu tiên bởi cầu thủ này là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Ngoài ra thì Francisco Trincao hay là Raheem Sterling cũng là những phương án khác mà Barca nhắm tới. Hiện Adama Traore vẫn còn hợp đồng với Wolverhampton cho tới năm 2023. Vậy nên nếu muốn có được sự phục vụ của tiền đạo người Tây Ban Nha, các đội bóng theo đuổi anh được dự báo sẽ phải chi ra số tiền không hề nhỏ. Mặc dù chỉ vừa mới nhậm chức tại Aston Villa, thế nhưng huấn luyện viên Steven Gerrard đã gây ấn tượng mạnh khi ông thay đổi rất nhiều những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày tại đội bóng này, trong đó có cả những quy định gắt gao về mặt ăn uống đối với các cầu thủ. Một trong những quy định khiến nhiều người cảm thấy khá bất ngờ đó là Gerrard đã cấm toàn đội sử dụng sốt cà chua trong các bữa ăn. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu ra mắt, huấn luyện viên người Anh cho hay: "Đúng là tôi đã cấm sốt cà chua, tôi đã nói với các cầu thủ là đừng để tôi nhìn thấy thứ đó tại đây. Các cầu thủ cần phải có được một tinh thần chuẩn mực và điều đó bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Họ cần phải vươn cao và vươn xa hơn nữa, tôi muốn tất cả phải cố gắng để vươn tới đẳng cấp hàng đầu."